ngày 29 tháng 10, Công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Thanh Tâm, 28 tuổi, ngụ thôn Phước Thiền, để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, ngày 28 tháng 10, ông Nguyễn Hữu Trí, 51 tuổi, ngụ thôn Phước Thiền, ngồi uống rượu cùng một số người gamer thủ tại nhà. Sau khi uống rượu xong, ông Trí và Nam Nhi là Tâm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi giả. Tâm tóm theo dao thái lan đâm ông Trí gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu giãn nhưng ông Trí đã tử trận sau đó. Nhận tin báo, lực lượng tác dụng tỉnh Đồng Nai đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tóm giữ Tâm sau khi gây án.